Rồi ok, chào các bạn ha. Thì hôm nay Nhân xin chia sẻ với mọi người cách để mọi người có thể sở hữu một cái sim Vintel, một cái gói cước 4G tốc độ không giới hạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái trang web là Shopee. Hiện tại mình có đi ra ngoài cửa hàng Vinmart Plus thì mình chưa có mua được, và mình mua thì mình phải mua trên trang Shopee. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mua cái sim này trên Shopee. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần mềm trình duyệt Chrome, và mình sẽ vào cái trang web là Shopee. Đối với máy tính thì các bạn sẽ gõ vào trình duyệt là Shopee, còn đối với điện thoại di động thì các bạn sẽ vào ứng dụng Shopee. Rồi đây, chúng ta sẽ chọn vào cái trang web Shopee. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn vào cái thanh tìm kiếm này, mình sẽ chọn, mình gõ vào cái ô tìm kiếm này là SIM Vintel. Mình enter. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cho chúng ta rất là nhiều SIM Vintel. Đó, mình có thể click vào đây. Mình coi. Ở đây người ta bán với giá là 66.000. Thực ra thì mình đã mua rồi, thì bây giờ mình sẽ vào cái giỏ hàng của mình để mình coi cái sim lúc trước mình mua như thế nào. Ở đây thì các bạn có thể chọn và mua ngay hoặc là thêm vào giỏ hàng. Ở đây là nó ghi là 66.000, thực chất là nó sẽ cái mức tiền, mức phí nó giao cho mình là sẽ tầm khoảng hơn 100.000 nha các bạn, tại vì nó phải cộng thêm tiền ship nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái giỏ hàng của mình. Mình sẽ vào giỏ hàng của mình đây. Và đây là cái sim mình đã mua rồi nha các bạn. Mình mua ở Vintel Official Store. Và cái sim này là cái gói Win 60 SIM data tốc độ cao không giới hạn. Mình mua với tổng cái giá tiền hàng và shipper luôn đó là 106.000. Đây làm tròn là 106.000 nha các bạn. Thì với 106.000 này thì mình có được cái gì? Mình có được một cái SIM vật lý. Đây SIM vật lý. Và cái SIM vật lý này mình sẽ tải cái ứng dụng ở trên trên App Store đối với điện thoại iPhone. Thì mình tải cái ứng dụng Vintel ở trên App Store về và mình cài đặt và mình kích hoạt. Sau khi kích hoạt thì mình được 1 tháng sử dụng miễn phí, không có tốn tiền bất cứ tiền gì nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ nạp thêm tiền nha các bạn. Rồi thì cái video mình xin chia sẻ cách mua để các bạn biết cách mà mua. Tại đôi khi ở khu vực của các bạn thì những cái cửa hàng Vinmart Plus thì nó chưa có đưa sim về kịp nên là các bạn có thể chưa mua được, thì các bạn có thể áp dụng cách này mua ở trên Shopee để có một cái sim data tốc độ cao không giới hạn. Thì các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh mình phát triển hơn nha. Xin chào và gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.